Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong buổi phát sóng của mình, Vegapunk đã nhắc đến trận chiến thế kỷ trống xảy ra giữa hai lý tưởng đối nghịch nhau bởi vì họ đều sử dụng vũ khí cổ đại gây ra ảnh hưởng lớn tới nhân loại, nên ông không thể đánh giá được bên nào thiện, bên nào ác. Có điều cuộc chiến đó vẫn tiếp diễn tới tận bây giờ trong sự âm thầm, chỉ có một số rất ít người biết mọi thứ là nhận thức được việc này, trong đó có băng hải tặc Roger. Vegapunk không hiểu vì sao họ lại chọn cách giữ im lặng, cũng chẳng hành động nào, bởi quan điểm của một nhà khoa học khác với hải tặc. Cũng như Roger cùng các thuyền viên của ông có lý do riêng của mình, như vua bóng tối Silver Rayleigh từng nói với băng mũ rơm 2 năm trước, kể cả bây giờ ông có thể kể hết mọi thứ ra thì họ cũng chẳng thể làm được gì. Vậy nên hãy cứ tiếp tục khám phá, quan sát thế giới này thật nhiều, khi đó biết đâu họ lại tìm thấy một câu trả lời khác thời của họ, bởi chung quy lại băng Roger, các học giả O'Hara đều quá vội vàng, có nghĩa là đáp án của Vegapunk cũng khác với băng của vũ hải tặc, mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau dưới lăng kính của băng mũ rơm. Thiện ác đôi khi cũng khác với các học giả, nhà khảo cổ hay nhà khoa học gia. Vậy với các bạn thì sao? Bạn nghĩ gì nếu bây giờ mình nói vốn dĩ Liên minh 20 quốc gia không có mục đích xấu, nhưng lòng tham đã trỗi dậy sau khi họ giành chiến thắng để rồi sinh ra chính phủ thế giới ngày nay? Sẽ thế nào nếu như Joy Boy từng bắt tay với Emu trong cuộc chiến thế kỷ trống và xảy ra xung đột về quan điểm sau đó đây? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới anh em một giả thuyết cực kỳ thú vị về mối quan hệ giữa bộ ba Joy Boy, Emu với Lily, cũng như kẻ thù chung mà họ từng chống lại. Trong chương 203, Robin và Crocodile tới lăng mộ các vị vua của Alabasta để tìm kiếm Ponyclip được cho là ghi chép vị trí của vũ khí cổ đại Proton. Sau khi giải mã được Ponyclip, Robin đã giấu đi thông tin về Proton, chỉ nói với Crocodile lịch sử của vương quốc Alabasta. Theo lẽ thường thì chúng ta đã bỏ qua chi tiết này, nhưng đó lại là một thông tin vô cùng quan trọng, bao gồm ngày diễn ra các sự kiện liên quan đến Age of Heaven hay thời đại thiên đường hoặc Tenreki. Trong chương 228, Nami cũng đọc của Mont Blanc Nolan, trong đó một lần nữa có đề cập đến một thời đại, nhưng lần này giữa cái tên Age of the Sea Cycle hay Kaereki. Cho đến nay, Age of Heaven và Age of Sea Cycle là hai trong ba thời đại được đề cập trong One Piece cùng với thời đại hải tặc. Và mặc dù điều này xác nhận sự tồn tại của lịch sử trống trong vũ trụ, nhưng nó lại không cung cấp cho chúng ta thông tin nào về tầm quan trọng của những thời kỳ này, bởi đó chỉ là trailer. Tới bây giờ Oda mới vén màn bí mật. Mỗi giai đoạn lịch sử có một tên gọi cụ thể do các sự kiện xác định nên nó. Giống như thế giới của chúng ta cũng có các thời đại như tiền sử, cổ đại và trung cổ, cận đại và hiện đại. Thế giới One Piece hoạt động theo cách tương tự với các giai đoạn cụ thể được đánh dấu bằng các sự kiện quan trọng. Và mình nghĩ thuật ngữ Sea Circle ám chỉ Red Line. Trong chương 1023, chúng ta biết rằng Red Line đã tồn tại từ trước cả khi chính phủ thế giới chiếm lấy nó và tàu Grunarian đã sống tại nơi cao nhất thế giới, sự tồn tại của các vị thần. Thông tin này đặt ra câu hỏi về ý tưởng rằng Red Line được xây dựng trong thế kỷ trống vì nó tồn tại trước thời kỳ thống trị của chính phủ thế giới. Vì vậy, Sea Circle có thể tượng trưng cho một lục địa bao quanh một vùng biển rộng lớn hay đơn giản là trái đất. Mình cũng nói Red Line không phải dãy núi tự nhiên, bởi Nami đã chỉ ra ở chương 604, Red Line là tập hợp các hòn đảo xếp chồng lên nhau, tương tự trò chơi Jenga. Nên việc xây dựng Red Line đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi giữa hai thời đại là hoàn toàn hợp lý. Ở đây mình đưa ra suy đoán thời kỳ thịnh vượng nhất của vương quốc cổ đại, thế giới được khoa học giúp đỡ chiến thắng thiên tai, tạo ra của cải vật chất, người dân chẳng bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc, nên họ gọi đó là Age of Heaven, thời đại như sống trên thiên đường. Red Line không tồn tại trong Age of Heaven, sự xuất hiện của nó đánh dấu khởi đầu của Age of Sea Circle. Mình nghĩ thời đại thiên đường bắt đầu từ cách đây 1.000 năm kéo dài đến 900 năm trước, rồi Red Line xuất hiện chia cắt các lục địa, biến vương quốc cổ đại thành bể chứa nước khổng lồ, tương tự Wano Quốc. Red Line có thể được xây dựng trong thế kỷ trống và tồn tại cho đến ngày nay, rồi mình đi đến một kết luận rằng nếu Red Line không phải dãy núi tự nhiên thì nó được một bộ tộc nào đó tạo ra và họ chính là người Grunarian. Grunarian có sức mạnh tạo ra và điều khiển lửa, có sức sống mãnh liệt để tồn tại trong mọi môi trường dù là khắc nghiệt nhất. Trong bộ ba tộc du hành từ mặt trăng xuống trái đất, hai chủng tộc đã định cư tại Skypiea, tộc người còn lại là Grunarian đã xuống biển xanh thiết lập một thuộc địa trên mặt đất. Nhưng làm sao Grunarian có thể tạo ra Red Line đây? Câu trả lời nằm ở nền khoa học từ mặt trăng. Dựa trên các bức vẽ mà Enel tìm thấy thì mặt trăng cũng có nền văn minh không thể xem thường. Chưa kể tới trái ác quỷ mà người Grunarian có thể tìm thấy, họ đã sử dụng sức mạnh của khoa học và trái ác quỷ để kích hoạt các hiện tượng địa chất hoặc tác động đến chuyển động của các mảng kiến tạo dẫn đến sự hình thành lục địa mới. Điều khiến mình nghĩ rằng người Grunarian đã tạo ra Red Line nằm ở lý do tại sao loại đất cấu tạo nên Red Line có màu đỏ. Và mình tình cờ thấy một điều rất thú vị, đó là Uluru. Núi Uluru còn được gọi là Irock, là một khối đá mang tính biểu tượng ở miền trung Australia.
Nó có tầm quan trọng lớn về mặt văn hóa và tinh thần đối với người dân bản địa địa phương, đặc biệt là người Anangu. Dream Time đề cập đến thời đại trước khi trái đất được tạo ra, thời điểm mà mọi thứ đều thuần túy là tâm linh và phi vật chất. Trong tầm nhìn của thổ dân về thế giới, mọi sự kiện đều để lại dấu vết trên trái đất và mọi thứ tồn tại trong tự nhiên đều là kết quả hành động của những sinh vật đã tạo ra thế giới. Những sinh vật này là tổ tiên sáng tạo và có thể được coi là những thực thể đến từ thiên đường. Họ không chỉ đơn giản là những nhân vật thần thoại mà còn là những thế lực siêu nhiên thể hiện các yếu tố tự nhiên, động vật và các hiện tượng trên mặt đất và thiên thể. Theo lời kể của Dâu Trắng, Lunarian từng được biết đến như các vị thần thời cổ đại. Họ sống ở nơi cao nhất thế giới, có khả năng bay và tạo ra lửa. Giống như kẻ thống trị Skypie được coi là một vị thần. Nhưng mình không nói Enen. Lần duy nhất chúng ta nhìn thấy một vị thần Skypie khác ngoài Ganfor là trong câu chuyện của Nolan và Kangara. Vào khoảng 400 năm trước, vị thần Ubow muốn chiếm lấy Vest, tức trái đất. Thông điệp của Ark Skypie là chiếm đoạt đất đai, hay nói cách khác là chủ nghĩa thực dân, và Ubow còn có nghĩa là ăn cắp trong tiếng Nhật. Sau này, Enen cũng xuất hiện, đánh đuổi Ganfor rồi chiếm lấy Skypie, nhưng theo mình truyền thống này xuất phát từ người Lunarian. Bộ tộc được lấy cảm hứng từ Seraphim, những thiên thần bảo vệ ngai vàng của Chúa, họ được gọi là những kẻ đốt cháy. Mình nghĩ rằng trong thế kỷ trống, người Lunarian đã được tôn thành thần nhờ sức mạnh bẩm sinh, khả năng tạo lửa, biết bay và việc họ ngự trị trên đỉnh thế giới Red Light, sinh sống cách xa con người, ít khi xuống mặt đất giống Thiên Long Nhân. Và tộc Lunarian là những người gây ra thảm họa tự nhiên dưới mặt đất, khiến thế giới ngập sâu 200 mét trong nước biển bởi thứ mà họ đã tạo ra. Vâng, mình muốn nói rằng chính người Lunarian đã mang Uranus tới trái đất. Nhìn bức tranh ở mặt trăng trong cover story của Enen, ta thấy có một con tàu ghi Pluto và một thứ gì đó giống biểu tượng trên lò phản ứng chứa Mother Flame. Và mình đoán nó chính là Uranus. Để dễ hình dung, các bạn cứ liên tưởng ngay tới con tàu Maxim của Enen. Nó hoạt động bằng năng lượng điện của chính Enen và cái cách tàu Maxim chút cơn mưa giông, giáng những cột sét xuống Skypie cũng giống như 16 cột sáng hủy diệt của Uranus vậy. Về cả bằng lấy ý tưởng hỏa mẫu từ đâu thì chưa rõ, nhưng nếu chỉ có hỏa mẫu mới cung cấp đủ năng lượng cho vũ khí cổ đại Proton, thì mình tin chắc tộc Lunarian có thể điều khiển nó. George chỉ đánh cắp một chút hỏa mẫu đã đủ cho ngũ lão tinh sai rồi, kể cả lửa của tộc Lunarian không mạnh bằng thì họ có thể dùng số đông để bù đắp. Quan trọng ở chỗ Mother Flame dùng xong sẽ hết, còn người Lunarian lại tạo ra lửa gần như vô hạn, miễn là họ còn sức. Giả sử huy động một đội hàng chục người liên tục thổi lửa và bùng nhiên liệu quá đủ cho Uranus hoạt động. Nên nhớ trong trận chiến với King, nhìn thấy lửa của hắn làm tan chảy cả núi đá, Zero đã phải thốt lên rằng thứ lửa này còn nóng hơn cả magma. Vậy thì theo anh em, có đủ cung cấp năng lượng hay không? Quá đủ ấy chứ. King cũng biết về Joy Boy, nhưng hắn không tôn thờ Joy Boy. Cách mà King hỏa hoạn nhắc tới Joy Boy trong cuộc trò chuyện với Kaido khác thái độ của Kuma, Oden hay Yamato. Bởi tộc Lunarian từng chiến đấu với Joy Boy, đây là người đã lật đổ các vị thần cổ đại trong thế kỷ trống. Vì cái bằng chưa được tiếp cận nhiều Pony Clip, cũng không biết mọi thứ nên lời kể của ông còn thiếu sót. Đó là lý do Silver Rayleigh cười. Ông cười vì VK Punk đã ra rồi mà còn ham hố. Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật nữa. Nếu chưa biết hết thì tốt nhất đừng nên nói gì cả. Sự thật là đã có hai cuộc chiến trong thế kỷ trống, một giữa Liên Minh với Lunarians và cuộc chiến sau đó là nội chiến của phe thắng trận. Đây cũng chính là mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Joy Boy, Lily và Emu. Red Light và Uranus gây ra thảm họa cho thế giới, buộc 20 quốc gia hùng mạnh nhất phải họp và thành lập một liên minh. Còn Joy Boy sinh ra tại vương quốc cổ đại đã ra biển và trở thành hải tặc đầu tiên. Cũng như Luffy tới Alabasta kết bạn với Vivi, giúp cô giành lại vương quốc từ tay Crocodile. Joy Boy cũng tới đây giúp nữ hoàng Nefertari Lily. Đúng vậy, mình muốn nói rằng Joy Boy từng sát cánh chiến đấu cùng Nerona, Emu và các vị vua khác với tư cách đồng minh của Alabasta. Họ đã dùng Proton và Poseidon để chống lại Uranus, đánh lên tới đỉnh Red Light. Con robot cổ đại cũng từng leo lên đó một lần trong thế kỷ trống. Với lời hứa sẽ đưa người cá lên mặt đất, Joy Boy thành công thuyết phục Poseidon hỗ trợ và công chúa người cá đã trở thành bạn của nữ hoàng Lily, tương tự tình bạn giữa Shirahoshi với Vivi. Điểm chung đều liên quan tới Joy Boy. Sau khi đánh bại tộc Lunarian, liên minh quyết định diệt cỏ tận gốc và rạn nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Việc làm này vi phạm đạo đức khiến Joy Boy và nữ hoàng Lily rất không đồng tình. Nhưng Nerona, Emu mới là thủ lĩnh của liên minh, 18 gia tộc khác ủng hộ hắn. Họ đã bị thuyết phục rằng tất cả sẽ thay thế Lunarian trở thành thần của thế giới này. Cuộc nội chiến bắt đầu. Joy Boy muốn sử dụng vũ khí cổ đại phá hủy Red Light, tạo ra một thế giới tự do, nhưng lúc đó không có nhiên liệu nữa. Tộc Lunarian đã bị tận diệt, số còn sống thì lẩn trốn khắp nơi. Vậy nên Joy Boy mới muốn để lại 3 món vũ khí cho hậu thế, hy vọng họ sẽ tạo ra nguồn năng lượng đủ để vận hành vũ khí cổ đại.
Trong khi đó, Ymir lại chiếm lấy Uranus làm của riêng, hắn quyết định thay thế những vị thần cũ thống trị đỉnh Red Light. Đây là nguyên nhân nữ hoàng Lily từ chối đưa hoàng tộc của mình chuyển tới thánh điện sinh sống và đứng về phía Troy Boy. Lý tưởng hai bên bắt đầu đối nghịch nhau và khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lại lên ngôi. Tuy nhiên, chỉ mình Troy Boy không đấu lại 19 vị vua, ông đã thất bại, công chúa người cá thiệt mạng. Mất Poseidon thì Pluto đơn giản là không thể chống lại cả một thế lực hùng mạnh, dẫn đến Wano quốc bế quan tỏa cảng. Sau cái chết của Troy Boy, chính quyền thế giới hình thành và xóa sạch vết tích của vương quốc cổ đại, bao gồm cả 100 năm lịch sử chống. Những cái tên như Nika, Runarian và Buccaneer đều trở thành điều cấm kỵ. Vốn dĩ mọi thứ đã an bài nếu nữ hoàng Lily không tới Maringoys. Lần đầu và là lần cuối bà gặp lại Ymir sau trận chiến. Lily biết đây là chuyến đi không có về, nhưng bà vẫn quyết định tới đó. Nữ hoàng Lily muốn truyền lại ý chí của Di cho thế hệ sau. Nếu không nhờ Troy Boy, thiên địch của chúa, thì liên minh đã không thắng được rồi. Bà dùng năng lực nào đó phân tán Puniclip ra khắp thế giới để sự thật không bị chôn vùi. Hy vọng một ngày nào đó bình minh tự do sẽ đến. Đó là toàn bộ giả thuyết của mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.